của bọn em xin chào các bác nhé. Hôm nay bọn em lại có một mẫu Twitter bọn em mới về. Thì hôm nay cái mẫu này em muốn bóc thùng và lắp ráp và giới thiệu cho các bác là mẫu Twitter 736. Cái mẫu Twitter 736 này của bên em đợt này về là bản 11 tốc các bác nhé. Tức là có chạy 2 tầng đĩa trước và 11 tầng líp sau. Thì là gọi là 22 tốc thì chính xác hơn. Thì các bác cùng theo dõi cùng bọn em bóc hộp con này ra. Con này của em là màu đen đỏ các bác nhé. Bóc hộp con này ra xem là đồ của con Twitter 736 này 11 tốc nó trông như nào các bác nhé. Cái hàng này thì đợt này bọn em không có nhiều đâu. Thực tế là nhà máy không có khung để lắp. Và đợt này bọn em về được có vài con. Thì nói thẳng là cũng không có nhiều hàng này. Thì nếu bác nào ưng thì alo cho bọn em qua số điện thoại bọn em để trên video các bác nhé. Thì các bác cùng theo dõi bọn em lắp con xe này. Như vậy là em vừa mới lắp ráp xong chiếc Twitter 736 cho các bác xem. Thì đây là mẫu Twitter 736 và cấu hình của chiếc này là chạy đồ Sensei các bác nhé. Chiếc này em đang vừa mới lắp cho các bác xem, đây là màu đen đỏ. Em nói sơ qua cấu hình của chiếc này một chút nhé. Thứ nhất là khung nhôm này, càng carbon, tay đề lắc của Sensei Empire, cả bộ luôn. Củ đề trước đề sau đều là một bộ Sensei Empire hết các bác nhé. Hai tầng đĩa trước và 11 tầng líp sau, 11 tầng líp sau các bác nhé. Con này thì năm đợt này thì được nâng cấp lên cái đùi ao xe kia rất là đẹp. Đùi ao xe kia là thường là trang bị trên các con T10 Pro đợt này của Twitter. Thì con này được nâng lên đùi ao xe kia rất là đẹp. Điểm thứ hai nâng cấp của nó nữa là cái tay lái dẹt. Cái bộ tay lái dẹt của Twitter em cầm đi cũng rất là thích. Thế nên là đợt này Twitter được nâng cấp lên rất là nhiều đồ. Con 736 này. Và giá tiền thì bên em bán vẫn thế các bác nhé. Quay sát chi tiết để cho các bác xem. Đây, đây là cái tay lái dẹp thường trang bị trên các con T10 hoặc là con Slipper Gravis bây giờ. Thì con 736 cũng đã được trang bị rồi. Và bộ tay lắc của con này là tay lắc Empire. Tay lắc Empire các bác nhé. Con này thì nó chỉ có một tay thôi. Thì tức là các bác gẩy nhẹ này thì là xả và ấn sâu là lên các bác nhé. Thì con này là một tay là như vậy. Cụm phanh WinZip cũng là cụm phanh WinZip mới các bác nhé. Nhìn em nhìn nó cũng đẹp hơn rất là nhiều. Đây là càng carbon của xe. Lan hoa thì lan hoa dẹt các bác nhé. Vành thì vẫn Retro Spec RS300 thì không có gì thay đổi nhiều so với cả đời trước. Đây là khung xe thì không có vết mối hàn. Và dây chạy âm sườn. Tem mác thì vẫn là tem mác phản quang. Thì vẫn là đặc trưng riêng của Twitter. Con này có điểm nâng cấp là đùi đĩa ao xe. Đùi một cái đùi rất là đẹp và được thường trang bị trên các con T10 bây giờ. T10 bản 105 bây giờ. Củ đấy trước Empire Sensei. Cọc yên chỗ này cũng không vết mối hàn, nhìn rất là đẹp. À cái khung chỗ này nhìn rất là đẹp. Đây là yên da của Twitter và pedal. Đây là cụm phanh sau WinZip của xe. Con này thì chạy lên đến 11 tầng líp các bác nhé. Cái con củ đề Empire này chạy lên đến 11 tầng líp. Đấy. Thì phải nói là cái nâng cấp của con Twitter 736 đợt này lên rất là giá trị các bạn. Phải nói là với cái mức giá là hơn 8 triệu, bên em đang bán hơn 8 triệu. Thì thực tế ra con này đồ rất là chất đợt này. Mà con này đợt này em về được có 3 con thôi. Chứ cũng không có nhiều. Thì bác nào mà thích con này thì alo ngay cho bọn em nhé. Cái khung 736 đợt này bên nhà máy là không có hàng. Thế thành ra là đợt này hàng Twitter của dòng 736 này là gần như là cháy hàng luôn. Thế thành ra là cũng không có hàng nhiều về thị trường để bán. Các bác nhé. Thôi em xin chào các bác, em giới thiệu chiếc Twitter 736 đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bác trong các video sau của bên em. Các bác ấn vào nút đăng ký kênh ủng hộ bọn em nhé. Khi nào bọn em có mẫu mới ra thì các bác có thể tiện theo dõi các bác nhé. Em xin chào các bác.